Xin chào anh em, khi VinFast công bố mức giá bán của VF3 là từ 235 triệu cho phiên bản thuế pin thì có rất nhiều ý kiến cho rằng là cái tầm tiền đấy thì thà mua một con xe xăng dầu cũ còn hơn. Và cái tên được nhắc tới nhiều nhất là một chiếc xe như kiểu là hạng A như kiểu Morning này, Morning cũ. Đấy thì ngày hôm nay tôi phải sang ngay chỗ xe ba ô tô của anh Dũng. Anh Dũng đi lui vào đây. Một người chuyên mua bán trao đổi xe đã qua sử dụng, để hỏi anh Dũng xem là với cái tầm tiền khoảng 235 triệu hoặc là có thể là 315 triệu thì nếu anh em mua đứt pin, thì nếu mà không mua VinFast VF3 thì chúng ta có những lựa chọn xe cũ, xe đã qua sử dụng nào và ưu nhược điểm của những cái loại xe đó ra sao. Rồi, cảm ơn anh Dũng rất nhiều thì ngày hôm nay đã sắp xếp thời gian quý báu đứng ở đây cùng với cả em. Xin chào các bạn, cũng lâu lâu rồi thì lại được lên hình với Linh. Thì chúng ta có thể biết là cái chủ đề của VF3 thì khá là hot và mọi người thì cũng có hai luồng ý kiến về cái xe này. Như Linh biết, đầu tiên là có nên mua VF3 hay không, và giữa VF3 thì có cái lựa chọn xe cũ nào. Bởi vì như anh em biết thì cái xe VF3 hiện tại nếu mà so với mức giá của xe mới thì nó cũng là một cái mức giá là dễ tiếp cận nhất rồi. Thấp nhất hiện tại thực ra là có con U-Linh nữa, nhưng mà mọi người thì lại không nhắc nhiều đến cái xe đấy. Thì tạm thời anh em mình đi sâu với VF3 đi. Thì với cái giá mà 235 triệu mà thuê pin thì anh em cùng nói đến những cái sự lựa chọn ở trong cái xe cũ mà anh em có thể đấy. Thì phổ biến nhất rồi, mọi người hay nói đến cái chiếc Kia Morning. Thì ví dụ như chiếc Kia Morning mà mình đang sử dụng ở đây thì nó là con này nó có đang mức giá đâu đấy khoảng hơn 200 triệu, loanh quanh 200 triệu. Bởi vì cái xe này nó là xe nhập khẩu là sản xuất 2011. Bây giờ cũng đã 13 năm rồi. 13 năm rồi. Đấy thì các bạn đã nhìn thấy ngay cái nhược điểm đầu tiên của nó là đời sâu. Còn nếu mà các bạn cũng là Morning mà mua những cái xe nhiều SI, xe lắp ráp trong nước thì có thể mua được đời cao hơn một chút. Ví dụ như là cố lên một chút, ví dụ 235 triệu đi. Thì em có thể mua được con SI khoảng 2015. 2015. 16 thì chưa mua được, nhưng khoảng 15 là mua được. 9 năm rồi, gần 10 năm rồi. Đấy. Em thì ngay lập tức này thì em chưa nhớ là cái đăng kiểm các thứ đối với những cái xe mà 10 năm thì nó như nào, anh có nhớ không? Như các bạn đã biết thì cái đăng kiểm thì đợt trước là đã có một cái gia hạn về đăng kiểm. Thì những cái xe mà bắt đầu từ khoảng 14 cho đến 20 năm thì đăng kiểm là 1 năm. Ví dụ như chiếc xe này thì vẫn là đăng kiểm 1 năm. Tức là đăng kiểm bây giờ nó lại không phải là vấn đề nữa Linh nhá. Cũng khá dài nhỉ? Khá dài, thì ví dụ xe mà trên 20 năm thì mình về đăng kiểm 6 tháng. Thế còn lại, xe em nhớ là trên 10 năm hay là trên 6 tháng rồi thì người ta sẽ bị ngại ở cái yếu tố đấy. Thế nhưng mà bây giờ thì thực ra mà nói trên 20 năm thì bản chất nó lại thoải mái hơn khá là nhiều. Và 1 năm thì cũng là cái mức đăng kiểm anh nghĩ là cơ bản đối với các dòng xe cũ, 1 năm đến 1 năm rưỡi. Trước khi nói đến những cái nhược điểm thì chúng ta nói ưu điểm trước đi. Góc nhìn của anh thì bây giờ nếu mà mua một con xe cũ như thế này mà cũng cùng tầm giá với VF3 thuê pin thì nó có ưu điểm gì? Ưu điểm đầu tiên thì anh em sẽ quan tâm nhiều đến cái câu chuyện là về tính thông dụng. Tất nhiên là VinFast cũng là một thương hiệu mà cũng được vài năm rồi. Đồ đạc có mọi thứ nó sẽ thông dụng hơn, nhưng mà đa số thì người dùng vẫn có sự hoài nghi về cái câu chuyện tính bền vững của thương hiệu, cũng như là cái xe đấy có bán được nhiều hay không, rồi linh phụ kiện ra sao. Thực ra cái bài toán đấy thì anh nghĩ VinFast sẽ giải quyết được. Còn cái ưu điểm đầu tiên của những cái dòng xe này thì đấy là đồ cực kỳ rẻ. Nó rất là rẻ, ví dụ như những cái dây cô loa, kể cả bi mayer, mọi thứ máy phát. Cái đắt nhất của cái con Morning này là từ lúc anh mua về đến giờ là chắc là điều hòa. Thì cái điều hòa của bọn xe nhập này thì lại không dùng cái hàng cũ được, phải dùng hàng mới, thì nó đâu đấy cả công thay vào tầm 6-7 triệu là phải thay điều hòa, nó cũng đến tuổi là thay rồi. Còn các cái chi tiết nó cũng rẻ thôi, đồ đạc nó cũng sẵn. Cái ưu điểm nữa mà so với con VF3 thì mình có thể nhìn thấy ngay đấy là về kích thước. Rõ ràng là VF3 là những cái xe này đều là xe cỡ nhỏ, nhưng mà để mà VF3 như Linh biết để mà ngồi thoải mái hàng sau nó là mini thì nó cũng là sẽ là khó. Còn con này nó chỉ là xe cỡ nhỏ nhưng mà nó vẫn đi được 4 người. Vẫn đi được 4 người. Dạng cao tốc mà lên 120 thì nó hơi bay một tí. Nhưng mà vẫn gọi lên là được. Gọi là anh em để mà đi đường dài thì vẫn là đi được. Vì ít nhất nó là 4 cửa đó. Ông kia chỉ có 2 cửa thôi, vào hai ông ngồi đằng sau. Ví dụ cỡ size khoảng trên 1m6 là ngồi đã thấy khó khăn rồi. Vâng. Đấy, chắc chắn là như thế. Cái cấu tạo của nó dù sao nó cũng dài hơn. Đúng kích thước rồi. Của nó, các chiều kích thước cân đối hơn con VF3. Rồi còn cái ưu điểm nữa thì chắc là do một người sử dụng thường xuyên như anh thì đấy là về câu chuyện về sạc thôi. Thì mình không nói đến câu chuyện đấy nữa, bởi vì câu chuyện đấy là xe điện thì đương nhiên rồi. Thì mọi người đã chấp nhận mua thì mọi người sẽ không lo cái sạc nữa rồi. Thế thì con này vẫn hơn ở cái như nhiều anh em comment ấy là vào đổ xăng phịch cái là xong. Đúng. Xe điện thì phải đi sạc. Thì cái đấy là rõ ràng rồi. Mà để phân tích cái câu chuyện đổ xăng hay sạc điện thì chúng ta có lẽ là cần một series video thì mới hết được. Chứ còn nói trong video này thì nó sẽ bị lan man quá. Rồi ok, thế còn ưu điểm gì nữa không? Ưu điểm nữa thì thực ra đối với các dòng xe Morning thì anh em nhắc đến câu chuyện tài chính thì rõ ràng là tính thanh khoản của những cái dòng xe này thì cá nhân anh đánh giá ở tại thời điểm này nó là tốt hơn.
Bởi vì VF3 chưa có xe thương mại. Nói chung chưa thể so sánh được. Chưa để so sánh được. Còn như xe này thì ví dụ kể cả bán lúc nào cũng được. Có thể là mình chấp nhận lỗ bao nhiêu thôi, nhưng mà những cái dòng này khấu hao nó không nhiều nữa. Đâu đấy loanh quanh mỗi năm 10 12 triệu bằng tiền thuê xe thôi. Vâng, đấy. Đúng rồi. Bởi vì là xe cũ thì theo như em được biết là khoảng ví dụ như 3 năm đầu, 5 năm đầu thì nó bắt đầu mới có những cái khoản khấu hao nó lớn, chứ còn đã 10 năm 10 năm rồi thì hết khấu hao rồi, không còn nhiều nữa. Vâng, rồi. Gần như là nó trượt giá theo giá của đồng tiền thôi. Đúng rồi. Vậy toàn ưu điểm. Có vẻ như là chọn Morning cũ nó hợp lý hơn với F3 rồi đấy. Thế thì còn nhược điểm thì sao? Nhược điểm thì nó sẽ có 3 nhược điểm, theo anh là 3 nhược điểm lớn nhất. Đầu tiên là cái cảm giác khi mình mua một cái xe mới, chắc chắn nó khác một cái xe cũ. Ngoài ra nữa thì mình chưa chạy thử mà mình cũng chưa biết cái xe VF3 nhiều, nhưng mà anh có niềm tin rằng là cái xe VF3 nó sẽ chạy hay hơn. Về câu chuyện gia tốc, về cái khung gầm, mọi thứ VinFast đã rất khá nổi tiếng về cái đấy rồi. Và một cái ưu điểm nữa là câu chuyện về tài chính. Khi mà mọi người nhắc nhiều đến cái câu chuyện về vay trả góp ở những năm gần lại đây khi mua cái ô tô, thì rõ ràng là những cái xe đời sau này là không vay được. Và có vay được thì cái gọi là cái lãi suất nó sẽ bị cao hơn là những cái xe mới. Mà thế còn chưa kể là khó vay nữa. Rất khó vay. Bởi vì thực ra cũng xác định luôn là các ngân hàng ở trên thị trường chỉ chấp nhận những cái xe cũ từ 5 đến 7 năm thôi. Còn như xe này là không vay nữa rồi, ông có trả thẳng thì ông trả. Còn VF3 thì có cái lợi thế là bản thân VinFast họ cũng đã có những cái chương trình hỗ trợ liên quan đến cái vay trả góp rồi. Và kể cả vay ngoài thì cũng rất là dễ. Đấy thì anh nghĩ là cái câu chuyện lớn nhất nữa là cái câu chuyện vay trả góp. Với một người mà chuyên đi vay nợ như em thì thấy là cái lãi suất hiện tại VinFast đang hỗ trợ là nếu anh em mua xe thì thực sự là nó là tốt nhất rồi. Tốt nhất không rồi. Có ngân hàng nào bởi tốt hơn vì đâu. Anh nhớ không nhầm thì là mấy phần trăm? 5% cho 2 năm đầu. Đầu tiên. Quan trọng là fix cứng 8% cho 6 năm tiếp theo. Đúng rồi. Đấy mới là cái mà anh em cần phải lưu ý. Đúng bởi vì thực sự là nếu bây giờ anh em vay một số ngân hàng thương mại cổ phần thì nếu mà năm thứ hai nó có thể thả nổi lên tới 10% rồi. Đúng năm rồi, đầu nó đã fix khoảng 8-9% rồi. Đúng rồi. Tất nhiên là tùy thời điểm nữa. Tuy nhiên thì ở cái tầm tiền này thì lại có rất nhiều người mua xe lần đầu. Không biết là anh bán xe cũ thì anh có thấy thế không? Tức là cái cửa tiền mà cứ 200-300 triệu này thì cái lượng khách mua xe lần đầu liệu có phải là nhiều không? Thực ra ở cái cửa tiền 200-300 triệu nó sẽ là nhiều với cách đây độ khoảng một vài năm. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại nhé, như góc nhìn của anh và anh quan sát thị trường thì anh thấy là cái mua xe lần đầu ở cái cửa tiền này bây giờ là ít. Linh có thể để ý ở chính cái số liệu của Vama cung cấp thì em có thể để ý những cái xe như kiểu hạng A đến bây giờ là khá đuối về câu chuyện bán hàng rồi. Còn đương nhiên VF3 ra về cái mức giá như thế thì anh em mình chưa đoán được sóng của thị trường. Nhưng mà về câu chuyện nhá, Kia Morning này, Hyundai Grand i10 này hay là Honda Brio, những cái xe cỡ A đã khai tử rồi, có nghĩa rằng là ở những cái size đấy khách hàng người ta không còn quan tâm nhiều đến những cái dòng xe cỡ nhỏ như thế, thì có nghĩa là cái dòng tiền đấy nó không còn nhiều nữa. Mà cá nhân anh đánh giá là cái mua xe lần đầu bây giờ là thường là vào size B và B cộng, tức là ví dụ như là sedan thì có Vios City và cao hơn một chút thì có Seltos hoặc Sonet kiểu như vậy, hoặc là Ray các thứ đấy kiểu vậy. Nói chung là tầm 200-300 triệu như này thì đôi khi cũng là những người mà mua xe lần thứ hai, mua thêm một cái xe nữa để đi chợ hoặc mua cho vợ cái gì đấy. Hoặc là chính xác hơn là những cái khung tài chính 200-300 triệu thì thường xuất hiện nhiều ở những khách hàng là khách hàng ở tỉnh. Tức là họ khách hàng vỡ nợ. Khách hàng vỡ nợ tức là họ đi họ đao xuống, họ đao cái size của họ xuống, họ mua cái xe đi tạm, hoặc là những cái mua xe khách hàng mua cho vợ đi chợ, hoặc là đơn giản là những khách hàng ở tỉnh tài chính của họ không quá mạnh, họ chỉ cần một cái xe để đi lại đúng nghĩa che mưa che nắng. Và cũng muốn chia sẻ thêm với Linh là ngoài Kia Morning này thì còn Grand i10 ở cái khoảng tiền thì mình cứ nói ở khoảng giá đi, khoảng đâu đấy 250 triệu, bởi vì ví dụ như em mua VF3 mà đăng ký biển Hà Nội thì cũng thành 2,5 năm rồi. Vâng. Thì sẽ mua được Grand i10 2014-15, rồi là Yaris thì mua được khoảng lẻ 10-11 chẳng hạn như thế, tức là nó cũng sẽ có nhiều cái lựa chọn ở cái size đấy. Và quan trọng là cái khách hàng họ đang hướng đến cái xe như thế nào thôi. Bình tĩnh, sao đây? Thằng kia nó chưa bấm subscribe kênh của em. Anh em nhớ bấm subscribe kênh để ủng hộ tôi nhá. Nhưng mà nhắc đến VF3 thì nhiều người nói tới câu chuyện là phổ cập ô tô. Và khi mà nói tới phổ cập ô tô thì như em hiểu là thường là những người mua xe lần đầu. Đúng rồi. Vậy thì đứng dưới góc độ của người mua xe lần đầu, những người chưa có nhiều kinh nghiệm sử dụng xe, chưa bao giờ đi ô tô cả, thì khi mà mua những cái dòng xe đời sau như thế này thì nó có cái nhược điểm gì nếu mà so với một chiếc xe mới như VF3 chẳng hạn? Thực ra mua xe lần đầu này thì cá nhân anh đánh giá là phải là những người mà đã từng trải nghiệm xe ô tô rồi. Tức là họ đã đi qua một vài đời xe, hoặc là mua thêm, hoặc là như Linh nói là họ đang có việc cần dùng đến tiền, đang chuyển từ cái xe một tỷ chẳng hạn, thế họ xuống mua tạm một cái xe để đi tạm một vài năm. Thì thực ra cái câu chuyện quan trọng nhất ấy là chính là về sửa chữa thôi. Bởi vì sao? Bởi vì là một cái xe như thế này thì thường mọi người hay quan tâm là có đi hỏng, có bị hỏng giữa đường hay không này, liệu có đi được hay không này. Đấy là những cái câu hỏi quan tâm nhất. Và khi mua những cái xe này thì đầu tiên là về
chất lượng thì mọi người cũng phải kiếm một cái xe nó tương đối một chút, ví dụ máy móc nó còn ngon, và mình cũng phải xem là khi mua về mình phải xử lý những cái gì. Ví dụ đơn giản như cái xe này về thì anh phải xử lý đấy, như chia sẻ với Linh là phải xử lý cái hệ thống điều hòa nó đã bị kém rồi này, kiểm tra lại toàn bộ má phanh, hệ thống chiếu sáng, rồi là mobin đánh lửa, buji, đấy là những cái cơ bản nhất, rồi dây Cora, rồi máy móc, tức là gì mình phải dành về xe một chút để mình đi bảo dưỡng làm sao cho nó ngon lành, dầu mỡ phanh pháo. Thế còn cái những cái người mua xe lần đầu thì người ta lại chưa có kinh nghiệm về những cái việc đó, thì họ chỉ muốn mua một cái xe về là đi ngay thôi. Thế nên là để mà mua một cái xe cũ với những người mua xe lần đầu thì anh nghĩ là khá khó đấy. Cơ bản là em tin rằng là với tất cả những cái xe mà C3 Auto bán ra ấy, thì chắc chắn là sẽ phải đưa về một cái tình trạng tốt để trước khi bán tới khách hàng rồi. Kể cả những cái xe này như anh em ở bên anh Dũng mua về thì cũng phải dọn rửa, cũng phải bảo dưỡng lại rồi mới bán. Tuy nhiên thì bởi vì cá nhân em cũng đã đấy, cái đợt trước em đi mua con Camry cũng rồi, kiểu mười mấy năm ấy, thì em thấy như này, những cái xe mà đời quá sầu thì nó có rất nhiều sai số. Sai từ số. Cái xe đi 2-3 năm, 3-4 năm, 5 năm nó khác, mà đi đến 10 năm rồi thực sự là để mà tìm được một cái xe mà ví dụ được cái này thì lại mất cái kia. Rồi chưa kể là có những thứ là đến ngày nó mới hỏng. Đúng rồi. Đấy. Tức là nó vẫn có những cái rủi ro cao hơn so với xe mới. Xe cái mới không thể phủ nhận được. Không thể phủ nhận được, bởi vì sao? Bởi vì là có những cái hỏng hóc anh em mình hay gọi là hỏng hóc thời gian. Mặc những cái hỏng theo thời gian thì anh em mình không clear được. Mình không thể nào mình hạn chế được trước về nó, thì mình cứ đi hỏng đâu thay đấy thôi chẳng hạn thế. Tuy nhiên thì không thể phủ nhận là những cái dòng xe này thì về cơ bản là cái độ lành của nó cũng đã được chứng minh qua thời gian. Đúng rồi, chính xác. Và đồ đạc thì thực ra cũng rất là sẵn. Sẵn anh em, bởi vì là những anh em chạy i10 Morning Taxi bây giờ vẫn đang rất nhiều, và có hẳn những cái phân khúc gara chuyên sửa những cái dòng này, và đồ đạc các thứ cũng rất là rẻ. Tuy nhiên thì cũng như anh Dũng đã chia sẻ rồi là cũng phải có những cái hiểu biết nhất định. Chứ bây giờ lơ ngơ đang đi xe máy bao nhiêu đời, tự dưng bây giờ nhảy một phát sang ô tô mà ôm những cái con xe đời sâu quá. Đúng thì rồi. Anh em cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định. Đấy, tất nhiên ở đây đang nói đến cái bài toán để thực sự anh em dự trù khi mà anh em cầm 235 triệu và lựa chọn VF3 hay là một chiếc xe động cơ đốt trong như thế này thôi, chứ không phải là mình dọa nạt gì cả. Đấy, cái đấy là chia sẻ thật, cái đấy là hoàn toàn chúng ta cần phải có những cái dữ liệu. Nhưng mà bây giờ cái ví dụ em muốn 250 triệu nhưng mà mua được cái xe mới nhất, đời mới nhất thì sẽ có lựa chọn nào? Nếu mà mua được 200, mới nhất có thể. Mới nhất có thể thì 250 triệu nhá. Vâng. Thì em sẽ mua con Fadin. Fadin. Fadin lại là con mà dễ mua nhất ở trong cái khung tiền đấy. 250 triệu đã mua được Fadin rồi. Bây giờ anh chia sẻ như này nhá, 250 triệu nếu em khéo mua. Tất nhiên là nếu mà mua của salon thì nó sẽ nhỉnh hơn một chút, nhưng nếu em mua trực tiếp từ người dùng em sẽ mua được Fadin Bay 2019. Fadin Bay 2019. Bởi vì em cứ tính mà xem, thị trường bây giờ đang bán ra Fadin Bay 2019, salon chào bán ra khoảng 260-270, thì chắc chắn em mua được người dùng thì em sẽ mua được cái giá 240-250, bởi vì biên lợi nhuận của những con đấy phải 10-15 triệu anh em mới làm. Đúng không? Thì rõ ràng là Fadin Bay lại là một cái lựa chọn anh nghĩ là ok. Mặc dù là cái xe đấy VinFast không sản xuất nữa, nhưng mà nó có mấy yếu tố, bởi vì ngày xưa anh đã chạy Fadin rồi anh biết. Thứ nhất là máy khỏe này, cũng tiết kiệm nhiên liệu này. Đồ đạc tại cái thời điểm anh sử dụng lúc nó năm đấy là năm 2021 thì anh thấy nó vẫn rất là ok, đồ nó cũng sẵn mà cũng không quá đắt, và VinFast họ cũng bảo hành khá nhiều thứ liên quan đến con đấy. Và chạy thì anh thấy cũng hay, và không gian thì nó như con này thôi. Thậm chí là cái vị trí ngồi ấy, của con Fadin nó có gì đấy nó thoải mái hơn con này, vì cái lòng cái sàn xe nó thấp hơn một chút. Thế thì chứng tỏ là cũng có nhiều lựa chọn đấy, nhưng mà nếu mà chọn được con Fadin như anh Dũng nói thì cũng là hợp lý. Cũng là hợp lý, rất hợp lý thôi. Thì nếu mà so với biển tỉnh đi, của con VF3 là 235 đúng không? Con Fadin như anh nói là 270, là thêm 45 triệu nữa. Khoảng 40 triệu nếu chung mình cứ tính 40 khoảng, triệu nữa. Khoảng đâu đấy nếu mà Fadin Bay 2019 nhá, anh em mình cứ tính khoảng 255 cho đến 250 đi, cho đến 265 triệu là chắc chắn cái khung đấy là mình sẽ mua được. 265 là đã mua được rồi. Là đã mua được rồi. Biển tỉnh ấy, thì thực ra với một con Fadin đã xe cũ rồi, 19 là đương nhiên là cũ rồi không? Thì em ra biển cũng chỉ mất 3-4 triệu thôi. Biển tỉnh với biển Hà Nội có khác nhau xe nhiều. Cũ bây giờ không khác nhau nhiều nữa. Ra 3-4 triệu rồi đúng không? Đúng rồi, 3-4 triệu nó không phải cộng 20 triệu tiền biển em ạ. Đấy, thì cũng hợp lý nó giống nhau. Ví dụ nhá, ngày xưa thì em biển tỉnh di chuyển về Hà Nội em mất 20 triệu tiền biển, nhưng bây giờ là giống nhau đổ đầu hết rồi. Em có thêm một câu hỏi như này, tức là ví dụ như em thì không phải, em thì cũng mua nhiều xe rồi, thì em thường có tâm lý là ví dụ tranh mấy chục thì cũng không phải là cái gì mình lăn tăn quá ấy. Quan trọng là cái xe mình thích thôi. Nhưng mà ví dụ ở bây giờ thực tế khách hàng ấy, ở cái cửa tiền dưới 300 đi, mà bây giờ thêm khoảng 3-4 chục thì liệu là có phải là cái yếu tố mà để khách hàng phân vân quá nhiều khi mà mua một cái ô tô? Thường là anh nghĩ sẽ là có. Bởi vì với xe cũ thì anh thấy là tầm 250 nó khác, 270 nó khác. Ví dụ như cái xe mà khi mà em bỏ ra cỡ tài chính như mấy cái xe ở ngoài kia tầm lanh quanh 55 triệu đi, những cái xe 55 triệu đi, thì ví dụ cái biên cố nó khoảng 5-7% thì nó rất là dễ, người ta sẽ có cơ sở, người ta mượn, người quen, người ta vay thêm. Nhưng với những cái khuôn tiền kiểu như cái xe này
thì họ lại thường lại họ không muốn cố lên nữa. Họ rất là hạn chế cố lên. Tức là họ đã cố rồi. Đúng rồi, họ cố rồi. Với cả cũng chia sẻ với Linh là ở cửa tiền 250 nữa có một cái con xe mà nó rất gần gũi với anh em mình, cũng muốn chia sẻ với mọi người ở đây. Đấy là con Kia Forte. Đó, là cũng là một con xe khá gần gũi, 250 triệu em cũng mua được đâu đấy đời khoảng 2010 cho đến 11 rồi. Mà thực ra con đấy cũng lành nhá, cũng rộng rãi. Đấy tức là nó tùy nhu cầu. Con đấy đi còn ngon đấy. Xe nhập hàng hay luôn. Đúng rồi. Đấy thì ý anh là nó sẽ có những cái sự lựa chọn như thế nữa. Vâng. Đấy. Tức là nếu mà trong cửa tiền này là thêm mấy chục cũng là một con số rất đáng để cân nhắc rồi. Rất đáng để cân nhắc. Ví dụ thêm 10 triệu nó khác, mà thêm 20-30 triệu nó khác với ở cái cửa tiền này. Ví dụ anh mua con này là lanh quanh, anh mua đợt đấy là 195 triệu. Về anh cũng sửa dọn các thứ thì nói chung là cả chi phí sang tên thì con này của anh dưới 210 triệu. Đấy, thế nhưng mà bảo anh cố lên 20-30 thì anh lại có khi anh lại muốn sang một cái xe khác. Cho chúng tôi xin một lượt đăng ký được không? Bây giờ ví dụ như ở trong tầm tiền này mà con này thì một tháng nếu mà chỉ tính tiền đi 1.500 cây đi, đổ xăng thì hết bao tiền? Con này 1.500 cây nhá, thì chia sẻ với Linh là nếu mà anh em mình đi trong phố thì con này nó sẽ đâu đấy hết là cứ một bình xăng của con này hiện tại với giá xăng hiện tại là anh đổ khoảng từ 800 đến 900 nghìn, tức là tùy vào cái lúc mà nó còn ít hay còn nhiều. Cứ tính là 800 đi. Đi cứ tính 800 đi thì anh sẽ phải mất đâu đấy là một bình của nó đi khoảng hơn 400, nếu trong phố là đi được hơn 400 thì một tháng mất 3 bình ấy. Mất 3 bình. 2 triệu rưỡi đi. 2 triệu rưỡi. Thế còn nếu mà đi chỉ không đường trường anh chạy về quê không thì một bình của nó được khoảng hơn 500 cây. Vâng. Thế cứ tính là một tháng mất khoảng 2 triệu rưỡi tiền xăng. 2 triệu rưỡi tiền xăng. Đấy, tiền xăng. Nhưng mà VF3 là anh nhớ là gói pin của nó là 500 cây nhỉ? 1.500 cây. 1.500 cây. 900 nghìn một tháng. 900 nghìn rồi. Okay. Cộng với tiền sạc nữa thì nếu mà anh em đi 1.500 cây thì vẫn rẻ hơn con này. Rẻ hơn chắc chắn. Xe điện thì anh nghĩ là rẻ hơn. Thuê pin và cả tiền sạc nữa thì một tháng dưới 2 triệu. Dưới 2 triệu. Nếu mà đi 1.500 cây. Con đấy bảo dưỡng thì nó chả có gì cả. Kể cả là xe nó có gì đi chăng nữa thì bảo dưỡng nó đồ điện nó xe cũng rẻ mà. Ok đấy. Thế thêm một cái góc tham khảo rất là nhanh cho anh em nhé. Tất nhiên là còn rất nhiều thứ nữa. Con này thì đấy, như là bảo dưỡng các thứ thì nó cũng có tốn hơn, liệu có tốn hơn con VF3. Em cũng chưa đi xe điện bao giờ nhưng em thấy anh em đi xe điện lúc nào cũng bảo là bảo dưỡng nó cực kỳ rẻ, chả có gì cả. Con này bảo dưỡng thì tốn hơn, bởi vì bản chất là gì, anh đã mua con VF8 rồi. VF8 hôm đấy khách của anh chia sẻ là anh ý chạy khoảng 1.6 vạn, chạy khoảng 5.5 thì hết có triệu mấy tiền bảo dưỡng thôi. Và người ta cũng chỉ kiểm tra cơ bản, còn đương nhiên là em cứ tính xe này một năm em đi thay dầu 2 lần thôi đã mất khoảng 400-500 nghìn rồi, một lần là 2 lần là hết triệu hơn rồi. Vâng. Rồi kiểm tra những cái lọc dầu lọc gió, nói chung là kiểu gì một năm con phải này mất 2 triệu nhỉ, cũng phải mất đôi triệu cho cái tiền bảo dưỡng. Ok đấy. Đấy, thế thì bây giờ lại tính thử một bài toán, nếu mà chúng ta mua đứt pin của con VF3 là 315 triệu. Thì khi đó thì cái chi phí sử dụng hàng tháng thì nó lại xuống cực rẻ đấy, bởi vì chúng ta không mất tiền thuê pin. Không mất tiền thuê pin, chính xác. Tuy nhiên lại cái chuyện là thuê pin hay mua pin thì chúng ta lại có một video khác nhá. Bây giờ đang nói là thế thì nếu mà tầm 300 triệu, hơn 300 triệu đi thì chúng ta sẽ lựa chọn được những cái xe xăng nào? Hơn 300 triệu thì em lại cũng lại có nhiều sự lựa chọn hơn rồi. Em nghĩ là đầu tiên chắc là vẫn là Morning E10 nhưng mà lại đời cao hơn. Đời rất mới. Đời rất mới. Ví dụ nhá, nếu mà con E10 đi tầm hơn 300 triệu, khoảng 315 triệu đi thì em mua 20 rồi. Mà lại hai đầu luôn, có khi được. Hai đầu cũng mua được rồi. Lanh quanh hai đầu. Hôm trước anh có một con trong Hà Tĩnh đấy, anh em 2021 mà cũng chỉ không đấy thôi. Vâng. Hai đầu. Vâng. Thế còn lại là Morning này thì thậm chí em còn mua được đời cao hơn. Vâng. 21, 22 tùy đời. Ô, thế mua được cái bản X-Line, cái bản X-Line, mới rồi. X-Line thì thêm mấy chục nữa, thêm 20 nữa thì ví dụ em anh lại tính là lăn bánh VF3 Hà Nội đi thì là 335 triệu. Vâng. Thì là em mua được X-Line 21 rồi. X-Line 21 bây giờ anh em thợ bán ra khoảng 350 đi. Vâng. Thì anh mua vào, nếu mà em mua trực tiếp của người dùng thì em chỉ mua 330 thôi. Ok. Thì khi đấy thì gần như là lợi thế của VF3 chỉ là về chi phí sử dụng. Chi phí sử dụng thôi. Còn nói đúng ra là nếu mà em mua được con đấy thì chạy nó hay hơn, không phải hay hơn mà ý là chạy nó công năng nó sẽ tối ưu hơn con VF3 chắc chắn luôn. Tối ưu hơn. Vay được trả góp nhá. Đến 22 là vay trả góp thoải mái luôn. Nhưng mà tất nhiên là vay cái lãi suất nó vẫn không thể sẽ tốt không như con thể bằng VF3 được. VF3 thì sẽ tối ưu hơn. Bởi vì vốn dĩ là VF3 lại vừa được VinFast hỗ trợ này mà lại vừa là xe mới đập hộp. Chính thì xác. Nó vẫn hơn cái xe mà vừa không được hỗ trợ mà vừa không phải đập hộp. Đúng rồi. Là xe rất mới và cái lãi suất cơ bản là nó vẫn đang ở mức tốt chứ nó chưa bị cao hẳn như là xe đời sau. Đúng rồi. Ok. Thế thì cũng hòm được cái vấn đề đó nhỉ. Thì theo em thấy thì như này, tức là nói đến đây thì em mới thấy rằng là nếu mà mua VF3 thì anh em cũng phải cân đối rất nhiều với cái bài toán là nên mua đứt pin hay là thuê pin. Đúng không? Bởi vì là nó liên quan đến chi phí và anh em sử dụng trong bao nhiêu năm. Thì cái bài toán mà
nhanh nhất mà anh em có thể nhân ra được đấy là nếu mà anh em sử dụng cái tiền thuê pin, anh em sử dụng xe trong bao nhiêu năm, nhân lên thì nó có bằng cái tiền mua đứt pin hay không. Đúng rồi. Đấy thì anh em có thể tính toán đến cái đó. Thì cũng có rất nhiều anh em thắc mắc là bây giờ mua VF3 thì mua thuê pin hay là mua đứt pin. Còn lại thì những cái ưu điểm của VF3 như là một chiếc xe đập hộp này, đập rồi với những người mua xe mới thì cũng không phải bị lăn tăn câu chuyện là những cái rủi ro do mua một cái xe đời quá sâu này. Rồi hỗ trợ lãi suất này. Được hỗ trợ lãi suất, được vay các thứ. Nếu mà cái tầm tiền thuê pin thì gần như là anh em không thể vay được ngân hàng. Với cả anh thấy có một cái rất hay là chọn được nhiều màu. Con đấy nhiều màu thật. Thứ và một dù sao thì nó so sánh nó rất khập khiễng bởi vì con đấy thì nó lại còn có những cái vui vẻ theo cái kiểu là phan phan độ đẽo te, rồi là nó nhỏ sự nhỏ xinh xinh để đi phố, nó vẫn có những cái ưu điểm so với những con này khi mà đi ở trong phố. Chính xác. Với cả trở lại câu chuyện mà bảo so sánh với đi phố thì anh cũng thấy có nhiều luồng nói với câu chuyện là nó có thể thay xe máy hay không, thì Linh nghĩ thế nào về câu chuyện đấy? Em nghĩ là không. Bảo là một cái ô tô để thay thế cho xe máy thì dù sao nó vẫn là cái ô tô. Đúng rồi. Anh đi đâu thì anh vẫn phải gửi xe ô tô. Phải gửi một cái lốt, một cái chỗ chứ anh không thể đặt phịch một phát ở vỉa hè như một con xe máy được. Đúng rồi. Cái đấy là cái mà những người ở Hà Nội như em thì em thấy em nhìn ra ngay cái câu chuyện đấy. Còn về chi phí sử dụng thì có khi là mà cũng khó có thể thấp hơn xe máy được. Bởi vì không, không thấp hơn xe máy được. Đổ một bình xăng 100 đến 150, một tháng đổ 3 bình xăng thì mất 500.000. Thực ra thì nó vẫn bị tính là, anh nghĩ là nó vẫn bị tính là ô tô, mà đã nếu mà tính là ô tô thì lại còn liên quan đến chi phí gửi nữa cơ. Chi phí gửi và có một điều quan trọng như này Linh này. Đúng thật là hôm vừa rồi thì vợ anh có hỏi là thế cái con xe đấy nó có chạy bằng xe máy được không? Rõ ràng là không, mà bây giờ em biết chi phí học bằng xe ô tô cũng rất là cao. Vâng. Đấy cái anh cái đấy nó cũng là một cái rào cản. Một cái mà cũng phải tính toán. Và tuy nhiên nó hơn xe máy ở chỗ là nó che mưa che nắng. Và nó có được một chút cái ưu điểm của xe máy là về sự nhỏ gọn, dễ dàng luồn lách. Em thì chưa đi những con nhỏ hẳn như thế, nhưng ví dụ em đang đi con Raptor mà em sang con Morning này thì em thấy như kiểu đầu óc người ngợm em nó được thoải mái rất nhiều so với những xe to mà mình đang đi con này. Bởi vì là khi mà đi trong phố ấy, thì chỉ cần một con xe trục nó ngắn hơn một đoạn thôi để anh có thể luồn lách là nó đã khác rồi. Nó đã khác biệt rất nhiều rồi. Với cả còn một cái yếu tố nữa là anh không nghĩ rằng là những cái nhóm khách hàng mua được xe SH ở Việt Nam là những nhóm khách hàng mà tài chính họ eo hẹp. Bởi vì thực ra suy cho cùng bây giờ một xe SH khoảng 120 triệu thì con đấy nó bằng hai con SH. Mà em biết rồi, nhà có SH thì nó cũng thực ra cũng là khung tài chính của họ cũng tương đối ổn rồi, nên là thực sự là câu chuyện thay xe máy thì anh nghĩ nó là chưa phương tiện công cộng thôi. Đấy thì so sánh giữa xe xăng và xe điện nói chung nhá, nó đã có quá nhiều thứ sai số, quá nhiều thứ kịch cỡ mà quá nhiều cái để chúng ta tranh luận rồi. Bây giờ lại so một con mini EV với cả đội xe xăng này thì nó lại cỡ A này, nó lại càng nhiều sai số, càng nhiều cái vấn đề là chúng ta phải suy nghĩ tính toán hay là tranh luận. Tuy nhiên thì đấy, ngày hôm nay thì tôi cũng chỉ mang tới cho anh em một cái góc nhìn theo nếu là một người tiêu dùng đang đi cầm cái tầm tiền đấy. Và khi mà con VF3 ra mắt với mức giá đấy thì nếu mà không mua VF3 thì anh em có thể lựa chọn những cái mẫu xe xăng nào. Và khi mà lựa chọn xe xăng, mẫu xe xăng đó thay vì VF3 thì nó có những cái ưu nhược điểm gì. Đấy thì ngày hôm nay thì anh Dũng cũng đã chia sẻ cũng những cái góc nhìn đa chiều từ một người buôn bán xe này, từ một người làm cũng là làm nghiên cứu thị trường xe, và cũng là dưới góc độ của một người tiêu dùng, một khách hàng, và một chút những cái quan điểm của tôi nữa. Anh em nghĩ sao thì hãy comment ở phía bên dưới. Còn vấn đề gì nữa chúng ta sẽ tiếp tục tranh luận. Đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ Mê Xe sớm đạt tới 400.000 subscriber. Và đừng quên nếu có nhu cầu mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng thì đến C3 Auto ở số 8 đường 23 khu đô thị thành phố Giao Lưu. Gọi thẳng cho anh Dũng đọc pass là bạn của Mạnh Linh Mê Xe để được cộng thêm tí ti. Để được anh Dũng chăm sóc nhiệt tình. Rồi, cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn Linh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Xin chào. Trong những video sau.